Bà xuống đây nâng xôm xoa công một càng English Learning Channel chúng mùi video thầm mây mới ní nhưng bà nâng thuở cả bà chạy chung nói chung này đăng tệ tông tôi nâng cả bà possessive pronoun nói con ông bị xong lấy bà ở trên này có mấy khá bê dũ nhưng bà xôm cho tất cả club xa này video thêm đó bà chúng mùi nâng possessive pronoun bà dương ai hào thả chia bà sắp bình yên cam xích bà sắp bình yên cam xích. But positive pronouns are used to show about so what something belong to someone. But the positive pronouns get the one proud the bay behind peer of bok away mui. That year comes it one on a minute. But which year can I come sit? Which year comes it? But year peer comes it. But the positive pronouns are mine, ours, yours, his, hers, its, and theirs. But bà không nâng cư miền bày dòng nói không nói cả bằng hai để tôn tôi nâng positive pronoun chấm mấy tí mùi bà nhưng mà xong cho tôi căn chấm mấy tí mùi bạn kia tha it bà it can bà it can stand before a verb bà as the object of the verb thà vì ai cho nó bị mục kệ ria sắp bà đôi tôi nâng bà thiên này kệ ria sắp luôn bà vì ai cho tôi nó mục kệ ria sắp hơi đôi tôi nâng bà thiên này kệ ria sắp luôn bà. Ok, you move for example, your parents are generous, but mine are mean. Ba. Ok. Ba. My nưng cứ ba một bị cái my parents. Ba. Ba bên tay dương thì như vậy cách. Ba. Bụng mà đây là bọn cứ slot bột bên tay rồi bọc nhom. Ba. Cứ cứ cài được con. Bụng mà đây là bọc nhom cứ cài. My nưng cứ mà nưng my parents. Ba. Your parents are generous, but my parents are mean. Ba. Ok. Ba. Ui thưa hòa mình tới your phone is modern, but his is out of date. Ba. His nữa, cứ xong nào lời kia. His phone, but his phone. His phone. Ok. Your phone is modern, but his is out of date. Ba. Tha. Ba. Tụi sao đó nè, cứ tên sở mày bà hay bà tu sập rồi bỏ gần nó cứ hú sở mày tu sập rồi nè cứ tên sở mày bên tay rồi bỏ gần cứ hú sở mày his nó cứ nói là he phone bà tu sập rồi bỏ gần rồi có rồi bỏ gần cứ hú sở mày bà mới nói tiếng người ta your phone is modern tu sập rồi bỏ nè rồi có tu sập rồi bỏ nè cứ tên sở mày. But his is out of date. Phần tay rồi bắt kết cứ hú xa mày. Bà dừng anh ta. He phone thì dừng dạy ở clay bạn. Ok, dừng mưu chùm mày. Mình tớ cứ Dara's bag is big. Dara's bag is big. Bà Dara's bag is big. But hers is small. Bà cả bộ rồi bỏ Dara cứ thông. Phần tay rồi bỏ nhé cứ tội. Bà mình anh ta cả bộ rồi bỏ rồi bạn nè bạn trang nè bạn dừng mổ dừng say ói ở khay bạn ok cái này cứ khi bạn lựa một dùng tuần bí yours is new but mine is old bạn thằng bạn này cứ thay máy hay là bọc nhom cứ quy chặt our tables are new but theirs are old bạn ta rồi bọc bao nhiêu rồi cái tô rồi bọc bao nhiêu cứ thay máy bạn rồi cái dừng say đã hours chân các bạn đấy dừng đã chúng nó bà ok dừng đơn thật ai bây giờ chẳng cứ đơn thật ai thì bà chịu vậy bà dừng ai đại chân các bạn bà đâm bay chia ban này pì bà hours are new but days are old bà cứ đôi càng lớn bà tè các bạn cứ thay đại chân bà dừng ai vô thì sôi vô bà đi đến cứ dương ai sẽ thả ok dear tables bà ok ai sẽ nhận bà ok bà dương cho tôi căn trong này chỉ biết cứ it can stand after a verb as bà the object of the verb bà vì ai cho nó một tập thì kể giả sắp hơi đơ tú đôi tôi nữ bà cầm một bọn này bà này bà các bạn này kể giải sắp nổ bà
Okay, for example, like they miss their parents. They miss their parents. Bà kế nực bông mà đai bà kế. Bà vì chôn nó bị gói miss nị trang này. Bà nên chỉ kể ra sắp hơi vía. Bà mình chuyện này ôi. Ví dụ chẳng muốn lên cứ miên này tôi lúc tôi lấy object. Bà he doesn't obey his teachers. Bà he doesn't obey his teachers. Bà kết mình có rộp nằm bồ miên. Bà kết rộp thua tam. Có rộp tam nằm bồ miên rồi bà kết đi. Okay. We love our heritage, traditional and customs. Ba. Bộ yếu sở lành, ba kê đầm nèl, ba. Kê đầm nèl, ba. Prapai ni, tùm mềm tùm lập, rồi bác bộ yếu. Ba. We love our heritage, traditional and customs. Ba. Okay. Mùi tiết cứ don't touch my công phá rồi bọc nhầm. Ba. Don't touch mine. Okay. Ba. Nên ghi chi cho mình tìm biết đây vì cho mình tập bị kể ria sắp hay ba. Tôi chỉ object nông này bằng thêm bị ở tầng này nó không phải dụng ở căn thể sẽ là ba. Okay. Ba. Cho mình tìm bái cứ it stands after ba. A preposition as ba. As the object of a preposition. Ba. Okay, ba. Nói tiếp là it stands after a preposition as the object of a preposition. Ba, ta ví cho bằng tập bị preposition thế này nữa. Hai, ba đôi tới nên object này preposition thì đây ba. 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 Okay, bà dừng mời tụi học nhé. For example, like she is respect of her bà, parents. Bà, niên cứ cổ rộp ở bụng đại rồi bà niên. Bà, niên cứ cổ rộp ở bụng đại rồi bà niên. Cổ rộp bạc đại bạc đó. Bà, her parents. Bà, of, bản tập bị of nó cứ chia preposition. Okay, mới tiết. They are not interested in your face. Bà, bộ kê cứ mình chạm rộng lên một bộ này thì bà, in tập bí preposition. Bà, trang này chỉ preposition. Bà, ok. Nhưng bà đã khó. Bà, nghe xuống chân nát. Bà, ok. Bà, ok. Bà, dụng bản tập. We didn't look down on our work. Bà, we didn't look down on our work. Bà, phổ dưỡng mình mơ sra. Mình bàn mơ sra rồi mơ và mưa ra càng nghe vào cái gì ok và mùi tiết cứ my parents worry about my something và my health or my safety và những anh dây chẳng và cứ cất bà rong bí và bây giờ chỉ được bọc nhóm và my parents worry about mine và ok và miền bên anh chúng tôi positive pronouns bao gồm subnoun và cảm xúc chương chương rồi nhưng mà số anh côn chúng tôi cả tạm bàn sản phẩm nên tết sinh nhật video mới này và hơi xin cảm thán để tạo nên từ tụi bạn chấm này đang mua chấm luôn tiện tàu từ đường và video hoặc như bạn hai person và để tạo nên cho chất xong chui lại anh subscribe my channel bạn hai nâng và person bao miền cảm hóa có chú ông đôi và cả nam mui nhưng bạn tự riêng từ tour rất cảm comment nông này thả bạn á bạn đừng bày cả đi chậm rơi tiền khi bạn nâng nhẹ tọt nè bạn khi bạn nâng cái bẫy rồi còn một câu để khi bạn bàn thôi bạn nâng số máu con nào tiếp chụp nên nó bị độ rồi.